Loài người cũng chỉ là một trong những sinh vật sống trên trái đất này, nên chắc chắn chúng ta sẽ luôn giữ được đầu óc thảnh thơi và có một sức khỏe tốt khi biết cách chung sống hòa thuận với mọi loài sinh vật, giữ cách sống luôn biết ơn đối với tất cả đồ ăn mà chúng ta có được. Và nếu chúng ta tiếp tục giữ tư tưởng luôn bảo tồn như vậy, việc loài người có thể duy trì lâu dài sự sống như hiện tại sẽ là một điều không quá khó khăn. Dân số thế giới ở thời điểm những năm đầu tiên theo dương lịch được tính là khoảng 100 triệu người. Con số này sau hơn 1.600 năm đã đạt đến 500 triệu người. Nhưng chỉ trong khoảng vài trăm năm ít ỏi sau đó, dân số đã tiếp tục tăng đến 7 tỷ người. Trước kia, do phạm vi lãnh thổ sinh sống của loài người còn hạn hẹp, nên loài người đã xâm lấn lãnh thổ sống của các loài chim và thú, dẫn đến sự bùng phát của vô vàn các loại bệnh truyền nhiễm. Cùng lúc đó, trái đất dần dần bị sa mạc hóa, dẫn đến sự tuyệt diệt của rất nhiều loài động thực vật. Thế nhưng, loài người vẫn tiếp tục sinh sản, và nếu cứ nuốt trọn tất cả mọi thứ trên trái đất, tiếp theo, đó chắc chắn sẽ là ngày diệt vong của loài người. Nếu những người sống ở các quốc gia phát triển có thể ngừng ăn uống quá độ, chắc chắn số lượng các loài bò, lợn, gà hay cừu không cần thiết phải nhiều đến mức như hiện nay. Tuy nhiên, nếu những nhà cung cấp gia cầm chỉ quan tâm đến việc làm sao để nâng cao doanh thu, chắc hẳn số gia cầm được nuôi sẽ còn nhiều hơn nữa rất nhiều. Và nếu rất nhiều gia cầm được nuôi chỉ vì lý do như vậy, bệnh truyền nhiễm sẽ tăng theo, rồi kháng sinh cũng sẽ được sử dụng nhiều hơn. Bằng cách đó, số lượng vi khuẩn kháng thuốc cũng tăng lên, và nếu bạn chăn nuôi theo kiểu tập trung, thì chỉ cần một con virus nhỏ sinh sôi cũng có thể lây bệnh cho cả đàn. Còn với những loại gia súc được chăn nuôi trên thảo nguyên, chúng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hiện tượng sa mạc hóa gia tăng mạnh. Và nếu chúng ta nuôi giữ gia súc dưới dạng tài sản mà không phải để ăn, thì rất nhiều rau, cỏ và nước cũng dần dần phải cạn kiệt. Trên thực tế, không cần có quá nhiều gia súc đến như vậy, vì loài người có thể sống đầy đủ trên trái đất này với số gia súc ít hơn số lượng hiện tại. Ý nghĩa của việc mỗi người Nhật thực hiện phương pháp mỗi ngày một bữa. Tôi hy vọng rằng nhiều người có thể kết hợp lối sống mỗi ngày một bữa mà tôi đưa ra trong quyển sách này vào cuộc sống của chính mình. Nếu từ bỏ được thói quen ăn ngay dù bụng chỉ hơi đói một chút và nhận thấy rằng từng bữa nhỏ sẽ có hiệu quả cho sức khỏe, chẳng phải chúng ta đã có thể thay đổi được môi trường xung quanh mình dù chỉ bằng những việc này hay sao? Hãy vứt bỏ những suy nghĩ ngu ngốc cho rằng nên mua tích trữ cá ngừ đông lạnh trong hôm nay vì nghe tin không thể đánh bắt cá ngừ nữa, hay ăn càng nhiều càng tốt. Kể cả bạn không ăn cá ngừ thì chỉ cần ăn một con cá mòi cũng có đủ chất dinh dưỡng. Ăn cá ngừ một năm hai lần là đủ, và lượng này bằng khi bạn ăn hai miếng sushi. Cơ thể sẽ cảm thấy hài lòng với điều đó. Ngay từ ban đầu, con người đã có một cơ thể có thể sống với năng lượng rất ít trong suốt quá trình tiến hóa 170.000 năm. Vậy mà chỉ trong vài thập kỷ qua, ở những quốc gia được cho là phát triển như Mỹ, Nhật Bản, bỗng chốc thói phàm ăn của loại người được nhân rộng. Tuy nhiên, cơ thể con người không thể thích nghi với thói phàm ăn ấy. Cơ thể con người chúng ta bỗng nhiên phải tiến hóa để có thể thích ứng với môi trường. Và để làm được như vậy, phải cần đến hàng vạn năm. Trong quá trình tiến hóa 170.000 năm của loài người, cuối cùng những gì mà gen người có thể có được vẫn chưa thể thích nghi với những thay đổi quyết liệt của môi trường. Cơ thể con người đang trong trạng thái rất bối rối, vì không biết nên thích nghi như thế nào ở thời đại mang tên phàm ăn chưa từng có trong lịch sử. Vì vậy, một trong những biện pháp thích nghi được biểu hiện như một phương pháp khẩn cấp chính là bệnh tiểu đường. Với những gì tôi đã đề cập về điều này ở các phần trước, nếu thời đại phàm ăn vẫn cứ tiếp diễn, chẳng mấy chốc phần lớn các giác quan và bộ máy vận động của con người có liên quan đến việc tiếp nhận đồ ăn đều sẽ bị thoái hóa hết.
Và cuối cùng, có thể tưởng tượng rằng loài người sẽ bị biến đổi thành những động vật giống như con sâu bướm, đầu to, thân nhỏ, chỉ còn lỗ ở miệng và mông. Tuy phải cần thêm hẳn vạn năm nữa mới đến lúc xảy ra sự thay đổi lớn như vậy, nhưng rõ ràng trái đất của chúng ta sẽ không còn được như trước nữa. Cho nên, thông qua quyển sách này, điều tôi muốn truyền tải nhất tới các bạn chính là chỉ trong thời gian bị đói thì sự chuyển đổi của gen sinh mệnh của con người mới kích hoạt và giúp cho con người kéo dài tuổi thọ. Các bạn cũng có thể thay đổi từ đói thành khủng hoảng, bởi xét theo một mặt nào đó, dù bị đói hay bị khủng hoảng, đây cũng là một trong những cơ hội để kích hoạt gen sinh mệnh vẫn còn nằm sâu trong cơ thể chúng ta. Tôi cũng muốn nhắc lại một lần nữa, ba yếu tố là nạn đói, lạnh giá và dịch bệnh vẫn luôn tồn tại, đe dọa sự sống còn của nhân loại. Nhưng trái lại, chính những lúc phải đối mặt với những khủng hoảng như vậy, gen sinh mệnh mới được kích hoạt bùng cháy dữ dội. Ha ha ha, 问什么的说